Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương tiến lên phía trước dâng hương. Và không ai sáng kiến cấp pháp bị địch bắt mốt 64, còn làm phó bí thư là từ năm 64 cho đến năm 75 sau này. Đây là người đã bật đèn xanh để xóa bỏ bao cấp. Bên trong ngôi nhà sẽ thấy là bàn thờ, bàn làm việc, và bên đây là giường nằm. Bên trong sẽ có hầm chữ A đang nằm nghỉ đây. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, từ giường nằm họ sẽ xuống hầm chữ A để ra hệ thống giám sát ra khu vực bên ngoài. Tấm màu xanh xanh đồng thấy đây là tấm tăng. Mưa gió thì họ sẽ hạ tấm này xuống để chắn mưa chắn gió bên trong ngôi nhà. Đây là ngôi sẽ có bố thí thêm hai ngôi nhà phụ, một ngôi nhà cận vệ. Đây là dấu tích hôm 15 tuổi là cụ đã bị